Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về dự án Onuchu. Trên đây là dự án Onuchu, bắt đầu động cơ của bạn. Việc bán các thẻ của chúng tôi kết thúc vào ngày 31 tháng 5. Một cuộc chiến thắng phát triển blockchain trong ngày hôm nay và ngày mai. Bạn có thể tham gia ngay tại đây, đăng ký hoặc đăng nhập tại đây. Xếp hạng của chúng tôi 3.7/5 rất cao, đánh giá rất cao. 2.6/5 tương đối. ISO band 4.7. Onuchu là một khái niệm căn bản của một hệ sinh thái blockchain. Một blockchain chơi và chạy được xây dựng trên Hibernager Fabric để xây dựng toàn bộ các nền tảng thương mại điện tử của các doanh nghiệp. Sử dụng Onuchu như một tích hợp giữa các hệ thống hiện đang phát triển khá nhanh chóng như công nghệ blockchain mà không cần phải thay thế các hệ thống hiện tại. Video giới thiệu về Onuchu. Giới thiệu ngắn gọn khái quát về dự án Onuchu. Onuchu giúp e-commerce như thế nào? Tối đa 5% hàng hóa nhập khẩu vào EU ngoái là các phiên bản giả mạo của các sản phẩm chính hãng. Onuchu giúp cung cấp một hồ sơ và nguồn gốc sản xuất xuất xứ, đảm bảo rằng hàng hóa chính hãng dễ dàng được xác định trong các khi nổi bật các sản phẩm sao gian lệnh. Được tích hợp CMS, ERP, WMS có thể tích cực kỳ vốn kém và mất nhiều tháng. Công nghệ blockchain plug and play của Onuchu cho phép tích hợp nhanh chóng và chi phí của các hệ thống này. Hiện tại các nhà cung cấp cổng thanh toán thường tính phí 2.9% để sử dụng dịch vụ của họ. Onuchu cung cấp chế thanh toán các tiền điện tử thay thế thấp hơn. Trong năm 2016, cho $100 chi tiêu thông qua thương mại điện tử, những kẻ gian lận lấy cắp 5.565 cent. Danh tính duy nhất của Onuchu và danh tiếng duy nhất đã giúp giảm hình thức gian lận thông thường nhất như được nêu trên, như Forbes, PayPal, Payments, Bitcoin. Onuchu, những câu chuyện mới nhất. Tin tức về Onuchu, chính phủ Malaysia ký hợp tác với Onuchu để sử dụng công nghệ blockchain. Hay gia nhập của Onuchu vai trò CTO. Làm thế nào để Onuchu và William Martini hacking sử dụng công nghệ sử dụng blockchain. Onuchu không phải là một ứng dụng blockchain giải pháp đơn lẻ. Nó lớn hơn nhiều tầm nhìn của chúng tôi. Trong các doanh nghiệp là tiên phong, không chỉ làm tăng giá trị thông qua các giải pháp phần mềm trung gian thương mại điện tử của chúng tôi còn thúc đẩy việc áp dụng công nghệ blockchain chủ đạo thông qua việc thiết kế lập hệ sinh thái blockchain. Điều này cho phép chúng tôi chia sẻ mã bài học và tài nguyên của chúng tôi để giúp bắt đầu các dự án khởi động blockchain và phát triển ứng dụng khác, trong khi phép sử dụng mọi người giải pháp blockchain, đảm bảo rằng Onuchu là doanh nghiệp cho các thẻ tiếp theo phát triển và phát triển không chỉ trong thị trường bán lẻ trực tuyến mà ngoài ra thúc đẩy blockchain vào dòng chính. Chúng tôi thúc đẩy việc áp dụng hàng loạt các công nghệ blockchain cho dù là một doanh nghiệp lớn và phạm vi thúc đẩy toàn cầu, một doanh nghiệp nhỏ muốn phát triển hay một cá nhân muốn tin tưởng vào hàng dễ tương tác trực tuyến, mục đích lấy như nhau. Tầm nhìn của Onuchu phối hợp với Onuchu Blockchain, Swincom, William Martini Cracking, Official Partner và CSK. Nội trình của Onuchu: kỹ thuật, kinh doanh, ý tưởng năm 2017, tạo ý tưởng nhóm cốt lõi được tuyển dụng. Sách báo kỹ thuật được tạo ra năm 2017 quý 4, quý 1 2018.
hoàn thành các chương trình kinh doanh, xác định hệ sinh thái, tổ chức xác định kiểm tra bài chứng khoán khái niệm, white paper và các trang web trực tuyến, danh sách trước khi bán, tạo ra các trình khái niệm, phát hành công cộng, đổi mã, ghi thư, mã thông báo. Quý 2018 công bố đối tác công nghệ, làm việc với giai đoạn 1-2, tạo mã tích hợp, tạo các bước sản xuất trực tiếp. Ecom Live on Exchange. Cuối quý 3 và đầu quý 4 hoàn thành giai đoạn 1, bắt đầu thử nghiệm, phát triển mô hình hoạt động và quản trị. Quý 3 2018, quý 4 là 2018 hoàn thành thử nghiệm khởi động giai đoạn 1, bắt đầu phát triển toàn thời gian trên giai đoạn 2. Sau vài 2019 đi sâu vào sản xuất, cắm hệ sinh thái phát triển bên ngoài, nội dung hệ tiêu hóa chuẩn, khởi chạy giai đoạn 2 khi dự án đã sẵn sàng. Bạn có thể xem thêm nội trình của họ OnlyChu tại đây. Mã thông báo Ecom là mã thông báo tiện ích được từ chạy hệ sinh thái cùng nền tảng OnlyChu, thương nhân, khách hàng và nhà cung cấp kiếm được. Mua Ecom trong hệ sinh thái của OnlyChu, mã thông báo phục vụ chức năng chính. Một phương pháp định cư bản địa giữa các bên để truy cập hệ thống và tài nguyên của nó. Một sự khích lệ giữa người tham gia hệ sinh thái hoạt động bảo vệ sinh thái. Một phương tiện gây quỹ cho sự phát triển lâu dài của OnlyChu. Bán trước. Đây là ngày 31 tháng 1 năm 2018, 12 tháng 2 năm 2018, đầu xu bán ra Ecom. Tiền thưởng là giảm 15%. Bán mã thông báo 28 tháng 3 năm 2018, 31 tháng 5 năm 2018, người tham gia 50 triệu Ecom, nằm cố vấn cốt lõi. Mã thông báo được thông báo môn trừ bán ghi hôm nay. Mã thông báo một Ecom 0,646C, tổng số người cung cấp là 55 triệu. Mã thông báo Ecom là ERC20, nền tảng Hyperledger. Nhóm cố vấn được dựa trên thời gian với 20% phát hành 5 trong 5 năm. Những câu hỏi thường gặp: sức mạnh một lòng biết ơn OnlyChu mang lại toàn bộ lợi ích cho mọi người tham gia. Đây chỉ là một vài. Nhấn vào tab để xem thêm nền tảng phần mềm trung gian của OnlyChu có thể làm cho bạn yên tâm. Hãy yên tâm với nền tảng đầu tư an toàn của chúng tôi. Với đội ngũ có 60 năm kinh nghiệm trong thương mại từ công nghệ bán lẻ, không có cá voi, khả năng tiếp cận cho tất cả các nhà đầu tư không chỉ là một vài lựa chọn thông qua giới hạn 50.000 đô la cho mỗi người. Ví của bạn sử dụng ví cá nhân thay thế một địa chỉ hợp đồng thông minh công cộng, tham gia cộng đồng lớn, sôi nổi và gắn kết. Sự đa dạng của những người tham gia bảo vệ chống lại sự biến động thị trường. Khi chúng tôi truyền bá sở hữu mang thông báo rộng, sự tự tin quan hệ đối tác cùng các nhà kinh doanh nghiệp toàn cầu có tên tuổi lớn OnlyChu trong phát triển Up Comic. Bạn hãy tham gia ngay. Ai là người đứng đầu đằng sau OnlyChu? OnlyChu là một dự án blockchain được tạo ra từ một cơ quan thương mại điện tử doanh nghiệp hiện có. OnlyChu là một dự án blockchain tạo ra thương mại điện tử doanh nghiệp hiện có. Chúng tôi có tốt nhất 10 năm kinh nghiệm đưa qua vấn đề lớn mà OnlyChu sửa chữa tích hợp. Chúng tôi dành hầu hết thời gian cho việc tích hợp hệ thống. Chúng tôi biết lĩnh vực trong ngoài. Chúng tôi là một đội ngũ nhân viên biết rõ lĩnh vực này và quan trọng hơn, chúng tôi rất nhiều khách hàng doanh nghiệp không thể chờ đợi với bàn tay của OnlyChu. Blockchain AG và OnlyChu. Sự hợp tác của chúng tôi với lại Swincom Blockchain AG đảm bảo rằng quy mô và tầm nhìn với dự án chúng tôi phù hợp với khả năng của chúng tôi để cung cấp. Nếu thành công nền tảng thương mại điện tử chúng ta, Swincom Blockchain cam kết sức mạnh của chúng tôi trong kỹ thuật, kinh nghiệm, PNT và cung cấp sức mạnh cơ sở tầng OnlyChu đã chọn trong đối tác kỹ thuật mạnh nhất của Thụy Sĩ. Weidammer Segler, giám đốc kinh doanh khối doanh nghiệp tại Swincom Blockchain AG. Tại sao em mới lên G? OnlyChu đã chọn Hyperledger Graphic để xây dựng blockchain của chúng tôi, đó là vì sự ổn định, khả năng mở rộng, sự tin tưởng.
kiến trúc tạo cho xu hướng một giao dịch nhanh với tính hợp lý nhờ vào với blockchain khác xử lý. Điều này rất quan trọng với Onichu chúng ta nhanh. Emulator sẽ cho phép chúng ta nhanh, sẽ chúng tôi nhanh hơn hầu hết với hệ thống thanh toán bao gồm cả Visa và PayPal. Tìm hiểu liên quan đội ngũ và ban cố vấn tham gia của chúng tôi trên Telegram. Nhấn để xem các báo cáo chính thức white paper. Bán thẻ của chúng tôi hiện đang hoạt động khuyến mại đến kết thúc được 31 đăng ký. Trên đây là video mình giới thiệu về onichu.tech. Các bạn có thể vào trang này để xem thêm thông tin về dự án. Mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của tôi.